mà quỷ đã âm mưu rình rập và phá hủy chương trình cứu rỗi mà Thượng Đế dành cho nhân loại. Tuy nhiên, chúng ta phải luôn biết rằng Thiên Chúa đã đắc thắng. Hỡi các cửa đời đời, hãy nâng cao lên, vua vinh hiển sẽ vào. Hãy vỗ tay vui reo mừng lên, vua chúng ta chính Giê-xu, Ngài trên ngôi vua đang trị vì. Ngài đã phá tan vua trần gian, quyền ma vương. Hallelujah! Ngài đã đắc thắng quyền tối tăm trong khải hoàng ca. Kính mời Hội Thánh đứng lên, chúng ta cùng đông chúc tôn vua của muôn vua, Chúa của các chúa.